Nam em viết tên Khởi My trên livestream, muốn bắt chước đàn chị để sống yên vui. Tối muộn ngày 4 tháng 3, nam em tiếp tục livestream hát hò với khán giả sau khi thể hiện ca khúc Thương Hại, người đẹp 9X đột nhiên nhắc tới Khởi My khiến người xem hoang mang. Theo đó, Thương Hại là ca khúc được Khởi My phát hành vào năm 2017, từng gây sốt bởi giai điệu sâu lắng, ca từ thể hiện nhiều sự đau đớn, day dứt. Đang hát, nam em đột ngột nói chuyện Khởi My ít xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc để tập trung làm streamer. Theo đó, nam em bày tỏ, nghe nói bà Khởi My bây giờ cũng làm streamer, tôi cũng sẽ đi theo con đường đó, làm streamer, vậy mà vui đó. Được biết, sau khi kết hôn, Khởi My rất ít khi đi hát, cô cũng hạn chế tham gia các hoạt động showbiz. Thay vào đó, cô dành thời gian để chơi game và làm streamer. Trước đây, khi Khởi My làm MC, nam em có tham gia chương trình do Khởi My dẫn dắt với vai trò khách mời. Trước đó, nam em từng tuyên bố bỏ showbiz không cần danh hiệu Hoa Khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long. Nam em còn nói rằng cô sẽ lập công ty để làm CEO. Bạn trai nam em thậm chí còn gợi ý là lập công ty tên Vũ Trụ Xanh để sau đó còn lên thành lập đoàn đa lĩnh vực. Buổi livestream vừa mới diễn ra, nam em xuất hiện với thần sắc khá tươi tỉnh, cô vui vẻ hát hò, giao lưu với khán giả chứ không lộ dấu hiệu bất ổn như thường thấy. Nam em sinh năm 1996, cô từng đoạt giải Hoa Khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long. Ngoài việc làm người mẫu, nam em còn đóng phim và ca hát. Trong mấy năm gần đây, nam em hát ở các phòng trà rất nhiều. Tuy nhiên, kể từ lúc vụ lùm xùm livestream nổ ra, cô rất ít khi xuất hiện trên sân khấu. Thậm chí có đơn vị còn hủy show của nam em với lý do những nghệ sĩ hát cùng chương trình không muốn cô góp mặt. Thời gian gần đây, rất nhiều câu chuyện cũ về Hoa Khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long 2015 được đề cập lại. Cả những câu chuyện về người chị sinh đôi nam anh cũng được nhắc tới. Cụ thể, trong một tập của chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà, nghệ sĩ Quốc Thuận và Cát Tường đã đến thăm nhà của chị em nam anh, nam em. Khi được Cát Tường hỏi về chuyện lập gia đình, nam anh chia sẻ cô không có ý định lấy chồng vì sinh ra trong gia đình không hạnh phúc, khiến cô lo sợ nhiều thứ. Chỉ vừa mới bước sang giai đoạn yêu, nam anh đã cảm thấy rất rối. Khi những chia sẻ này của nam anh được đào lại, nhiều người bỗng liên tưởng tới Lý Tư, cô con gái lớn của Lý Liên Kiệt và vợ cũ Hoàng Thu Yến. Lý Tư năm nay 35 tuổi, hiện sống cùng mẹ và cha dượng ở Mỹ. Cô tốt nghiệp đại học xuất sắc, có công việc ổn định nhưng vẫn chưa kết hôn. Nguyên nhân là bởi Lý Tư bị ám ảnh bởi cuộc hôn nhân đổ vỡ của mẹ, cũng như tuổi thơ bị cha bỏ bê. Cô không dám bước chân vào con đường hôn nhân vì những gì đã xảy ra với cha mẹ mình.